Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Duropicin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Doropecin cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần: Spiramycin. Tá dược vừa đủ một viên nén bao phim. Chỉ định: điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp như viêm họng, viêm amidan, viêm xoang cấp tính, nhiễm trùng răng miệng, viêm phế quản cấp tính, đợt cấp viêm phế quản mãn tính, viêm phổi cộng đồng điều trị nhiễm khuẩn da lành tính như chốc lở, loét da, viêm quầng. Điều trị nhiễm trùng sinh dục, viêm tuyến tiền liệt, viêm vòi trứng, không do lậu cầu. Thay thế điều trị trong trường hợp bệnh nhân có dị ứng với penicillin. Phòng tái phát viêm thấp khớp cấp tính, viêm tai giữa ở bệnh nhân dị ứng với penicillin. Cách dùng Thuốc dùng bằng đường uống Liều dùng Người lớn, ngày uống 2-3 lần, Mỗi lần 3 triệu IU, 6 đến 9 triệu IU mỗi ngày. Trẻ em từ 20 kg trở lên, 1,5 triệu IU mỗi ngày chia làm 2 đến 3 lần. Chống chỉ định. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ. Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc. Phụ nữ cho con bú vì spiramycin qua sữa mẹ nên khuyên ngưng cho con bú khi đang dùng thuốc. Tác dụng phụ Khi có các biểu hiện bất thường trong quá trình sử dụng thuốc, cần thông báo ngay cho bác sĩ. Nhà sản xuất Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Doropicin, đồng thời biết cách sử dụng Doropicin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.